Ok, hi, hello, xin chào các bạn, mình là Yehou đến từ channel của HD. Và như cái tiêu đề của video ngày hôm nay á, thì chắc là các bạn cũng biết chúng ta sẽ làm về cáp cách từ A đến Z rồi, đúng không? Trước kia thì mình cũng đã từng làm một cái video hướng dẫn về một cái phần mềm edit trên điện thoại là KineMaster. Các bạn thấy số lượng view cũng khá là cao đúng không? Nên thôi, về sau này mà các bạn muốn mình làm những cái phần mềm nào đó nữa, nếu mà mọi người yêu cầu nhiều á, mọi người comment nhiều, thì mình sẽ làm cho các bạn một cái video từ A đến Z của cái phần mềm đó luôn. Nói qua về cái cách làm việc của video ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn và giảng cho các bạn kỹ cái cách sử dụng từng cái tool, từng cái công cụ, sau đó là áp dụng nó sẽ như thế nào trong thực tế. Và đương nhiên đối với những bạn nào muốn xem lại từng cái khúc, từng cái phần, thì trên cái timeline của YouTube á, mình cũng chia ra từng đoạn, lần sau thì các bạn chỉ cần vào đúng cái đoạn đó các bạn coi thôi. Bây giờ tới cái khâu chuẩn bị thì các bạn chỉ cần để dành ra cho mình một cái iPhone, iPad hay một cái điện thoại Android nào đó để chúng ta có thể tải cáp cách và sử dụng nó nha. Đây, cái phần mềm tên là cáp cách, các bạn có thể thấy là cái logo như thế này. Các bạn tải trên App Store hay là trên Google Play đều được hết. Rồi, đầu tiên khi mà bấm vào trong cái cáp cách á, thì các bạn sẽ thu được một cái khung project như thế này. Và đầu tiên nếu như các bạn muốn tò mò, các bạn muốn xem là trong cáp cách nó có gì nổi trội ấy, thì bấm vào trong cái mục feature này này, để chờ chúng ta sẽ xem được là tất cả những gì mà cáp cách nó có. Để chờ, ví dụ như curve này, cái này rất là hay nhé. Cái thứ hai nữa là chroma key hoặc là những cái transition. Rồi, xem xong thì chúng ta dấu ít, bấm ra. Thứ hai là với những cái bạn nào mà chỉ sử dụng tiếng Việt thôi, không có sử dụng tiếng Anh, thì các bạn vào trong phần cài đặt bên góc phải, các bạn cho mình phần language trở về phần tiếng Việt cho nó dễ xài. Ở đây thì mình sẽ để nguyên là tiếng Anh cho nó dễ xưng hô với những cái từ như là mask này, chroma key này, transition, được chưa? Cái thứ ba mà đối với những cái bạn nào sử dụng cáp cách nhưng lại không biết edit, sử dụng cáp cách mà không biết edit nha, đó là phần template. Ở trong phần template này nó sẽ có những cái template, những cái dự án sẵn của những cái người trước kia người ta họ đã làm rồi. Các bạn chỉ cần thay thế ảnh của các bạn vào để nó thành một cái thành phẩm thôi. Ở đây ví dụ như mình tìm một cái trend gần đây là ABC, ABC ấy. Đó, enter phát. Rồi, thì ở trong phần này nó sẽ có một cái video trend. Đây là cái video mẫu. Bây giờ các bạn muốn không phải là cái hình của anh này mà là hình của các bạn thì làm như thế nào? Các bạn chỉ cần bấm vào trong cái mục là Use Template, được chưa? Thì nó sẽ bắt các bạn là add những cái tấm hình mà các bạn có vào. Thì ở đây á, nó sẽ cho phép bạn add 5 tấm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 lần. Ví dụ ở đây mình rất là thích mấy con mèo nên là mình add thêm mấy con chó vào nhé. Rồi ok, xong rồi ấy, thì các bạn bấm preview. Đó, thì nó sẽ cho ra một cái thành phẩm. Ok, sau khi xong rồi thì các bạn chỉ cần bấm export. Đó, thế là các bạn biết sử dụng cáp cách rất là nhanh đúng không? Ok, vậy là chúng ta đã có một cái thành phẩm rồi. Mình thấy mấy cái project mà có sẵn như thế này nó rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà lười hoặc là không có thời gian để edit video mà cũng muốn bắt trend, thì các bạn có thể sử dụng để up lên story này, Instagram này, Facebook của riêng bạn cho nó ngầu, cho nó hay. Rồi, bây giờ ta sẽ vào trong cái mục New Project ha. Khi mà bấm vào New Project ấy, thì nó sẽ bắt buộc các bạn là phải chọn những cái video mà các bạn cần edit. Ví dụ ở đây mình sẽ có hai video sản phẩm mình cần edit và mình add thêm một tấm hình màu xanh, rồi một con mèo và một con chó. Được chưa? Các bạn bấm vào add ở bên góc phải này. Ok, sau khi mà chúng ta add vào thì đây là cái giao diện ở bên trong cái project của chúng ta. Đầu tiên là các bạn phải biết tương tác với lại cái timeline. Thì để các bạn có thể review và kéo timeline qua lại nhanh á, thì các bạn có thể nhấn giữ vào trong các cái vùng trống màu đen ở phía trên như thế này, kéo qua, kéo lại, rất là dễ đúng không? Nếu như các bạn muốn zoom timeline hoặc thu nhỏ timeline thì rất là đơn giản luôn. Đó, dùng hai ngón, lúc nào cũng vậy nha, phóng to thu nhỏ gì cũng dùng hai ngón để các bạn tương tác với nó. Tiếp theo đó chính là các bạn muốn di chuyển các cái layer. Ví dụ như bây giờ mình muốn di chuyển layer con chó, được chưa? Ra phía trước thì các bạn chỉ cần nhấn giữ thôi, nhấn giữ vào trong cái layer rồi kéo ra phía trước. Rất là đơn giản. Đúng không nào? Rồi. Cái tiếp theo đó nữa là nếu như các bạn có một cái layer nào đó mà các bạn không cần, ví dụ như chúng ta chọn vào layer này, chúng ta thấy chúng ta không cần đúng không? Chọn vào, bấm vào delete thì nó sẽ xóa cái layer đó đi. Được chưa? Rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần là cắt cái layer đi thôi thì làm như thế nào? Các bạn bấm vào trong cái layer đấy này. Đó, các bạn muốn cắt ngắn cái gì? Các bạn có thể dùng một cái icon cái bên map này này, được chưa? Cắt cái layer của chúng ta ngắn đi. Được chưa? Thì cái độ dài của layer đó sẽ ngắn đi. Còn cái trường hợp đây chúng ta muốn back lại thì đánh vào icon nút back này nha, thì nó sẽ trở lại bình thường của chúng ta. Cái cách khác thứ hai đó chính là các bạn bấm vào speed,
chưa? Nhớ là khi mà các bạn không chọn bất kỳ layer nào thì các bạn không có quyền cắt. Các bạn phải bấm chọn vào layer đó. Còn muốn hủy chọn ấy, thì bấm vào ra ngoài. Bấm chọn này, rồi bấm speed. Thì nó sẽ cắt đôi cái layer của chúng ta ra. Cái đoạn nào các bạn không cần ấy, thì các bạn bấm vào và các bạn bấm delete đi. Ok chưa? Rất là đơn giản, đúng không nào? Bình thường là chúng ta add video vào từ ban đầu. Nhưng bây giờ lỡ như các bạn add thiếu video thì các bạn muốn thêm bằng cách nào? Thì các bạn bấm vào dấu cộng bên góc phải timeline này, thấy không ạ? Rồi, các bạn sẽ chọn cái video mà các bạn muốn add vào, ví dụ như video này. Được chưa? Ok. Rồi, add vào. Thì chúng ta sẽ được một cái video mới. Ok. Cái quan trọng tiếp theo đó chính là cái format tỷ lệ khung hình. Thì cái phần tỷ lệ khung hình này á, với những bạn nào mà hay làm Instagram, đây, thì các bạn có thể chọn cái tỷ lệ 1:1, edit một cái video 1:1, được chưa? Đó. Rồi đối với những bạn nào mà hay làm YouTube thì có thể chọn cái tỷ lệ là 16:9. Rồi bạn nào mà hay làm Story hoặc TikTok thôi thì có thể chọn cái tỷ lệ là 9:16. Ok ha, cái này là các bạn phải nhớ là chọn ngay từ ban đầu, chứ đừng có để edit xong rồi hồi mới chọn. Tại vì đây là cái khung của chúng ta sẽ edit từ đầu đến cuối mà, nha. Chắc chắn cho mình cái điều này. Rồi, muốn chỉnh âm thanh của video thì các bạn vào trong cái phần volume và các bạn tăng to giảm nhỏ thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta muốn tách cái phần âm thanh ra thành một cái layer riêng thì làm như thế nào? Các bạn sẽ bấm vào trong Extract Audio này, bấm vào thì nó sẽ tách cái video và layer âm thanh, hai layer riêng biệt luôn. Để chưa, các bạn có thể di chuyển cái layer này qua trái và phải tùy thích. Nếu như mình xóa đi cái layer này thì video sẽ không còn gì nữa hết. Ok. Cái này mình sẽ trở ra nhé. Lúc này chúng ta muốn add thêm một cái phần âm thanh từ bên ngoài vào thì làm như thế nào? Các bạn bấm vào Add Audio này, được chưa? Các bạn bấm vào trong phần Sound. Đó, thì nó sẽ cho phép các bạn nghe và chọn rất là nhiều bài nhạc. Đó, thích thì các bạn sẽ bấm vào trong dấu cộng, nó sẽ add thẳng vào trong timeline của bạn. Nhạc đây nghe hơi dở nên mình sẽ không bấm play đâu nhé. Khi mà các bạn muốn add một cái layer âm thanh từ một cái video khác, từ một cái hot video TikTok khác thì sao? Thì các bạn làm cũng rất là đơn giản. Chúng ta vào trong phần Add Audio. Được chưa? Các bạn sẽ vào trong cái phần Extract này. Rồi các bạn nhớ là chọn cái video mà có bài nhạc các bạn thích. Ở đây thì mình sẽ chọn cái video này. Được chưa? Rồi ok. Import Sound Only nhé. Tức là nó lấy âm thanh của video này thôi chứ nó không lấy hình ảnh. Đó, và các bạn xem. Hồi nãy thì chúng ta qua cái phần nhạc rồi. Bây giờ chúng ta muốn vào trong cái phần sound effect và voiceover thì như thế nào? Để trở lại cái phần tùy chọn hồi nãy thì các bạn nhớ bấm vào audio nhé. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có phần effect. Thì ở đây tức là những cái sound effect đó các bạn có thể nghe thử nha. Đó, ví dụ mình thích cái này thì mình sẽ bấm dấu cộng và mình sẽ add nó vào trong cái phần layer. Đó, được chưa? Và đây là cái layer sound effect của chúng ta, các bạn có thấy không? Ok ha. Rồi, để lồng voice vào, lồng tiếng vào thì các bạn bấm vào voiceover. Đó, đầu tiên là các bạn nhấn vào trong cái phần icon này nhé. Alo 1 2 3 4. Và các bạn nhớ là nếu như kim thời gian của bạn nằm ở đây, cái kim màu trắng trắng này nằm ở đây, thì cái phần thu âm của chúng ta cũng sẽ bắt đầu tại đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cáp kết. Đó, ok chưa? Như vậy chúng ta đã có hai cái phần âm thanh, các bạn có thể nghe thử. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cáp kết. Ok, tới cái phần thứ ba đó chính là chúng ta sẽ đi vào sâu hơn vào từng layer. Nó sẽ có cái gì? Thường á, mỗi layer các bạn có rất là nhiều những thứ để các bạn tùy chỉnh. Và cái này các bạn nhớ xem kỹ và học kỹ, tại vì sau này các bạn kết hợp effect của layer này, layer kia, rồi chồng qua chồng lại đó, rồi nó mới ra một cái kết quả như chúng ta hình dung. Nói chung là nó hơi phức tạp một tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với lại text và sticker. Thì text và sticker nó nằm chung một cái phần như thế này. Đầu tiên là mình sẽ có cái phần add text, tức là ghi cái chữ mà các bạn muốn điền vào. Đây, mình sẽ ghi là hello nhé. Mình nhìn không có rõ. Rồi. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ kéo resize lại, di chuyển nó trên khung hình bằng ngón tay ở trên màn hình nhé. Rồi, style này, các bạn có thể điều chỉnh lại cái cách mà cái chữ nó hiển thị như thế nào. Đây, tùy thuộc vào cái phong cách và cái chủ đề chúng ta mang lại nha. Các bạn nhớ là làm sao cho nó phù hợp với lại cái video nữa. Chứ nhiều bạn xài mấy cái hiệu ứng chữ nhìn nó hơi ghê. Đây, tiếp theo là còn glow, rồi những cái gradient, tức là mang lại cái hiệu ứng cho cái chữ của bạn á, nó đẹp hơn. Bubble,
Cái này mình thấy là những cái bạn nào mà hay bán hàng ấy xài rất là tiện. Đó, các bạn có thể ghi giá của cái sản phẩm như thế này. Được chưa? Vào trên cái tag. Rồi bây giờ mình có thể bấm vào Q này. Đó. Thì nó có rất là nhiều cái icon để các bạn có thể chèn chữ vào ở đây. Rất rất là nhiều nha, các bạn có thể khám phá thêm. Rồi, ok. À chưa, khoan, còn animation. Animation á, tức là cái cách mà cái chữ nó xuất hiện như thế nào. Ví dụ như các bạn thích xuất hiện kiểu chữ này. Được chưa? Rồi các bạn muốn là cái animation đó tồn tại và nó xuất hiện trong vòng bao nhiêu giây á, thì các bạn có thể kéo cái thời gian ở đây nhé. Ok, giờ ở đây thì mình để ngắn thôi, tức là nó xuất hiện nó nhanh nhanh một xíu. Ngoài ra ở đây mình còn có cái phần out, tức là chữ sẽ kết thúc như thế nào, hoặc là loop, chữ nó sẽ lặp đi lặp lại như thế nào. Các bạn có thể tìm hiểu thêm vào trong cái phần này nhé. Cái quan trọng ở trong phần text mà mình muốn chỉ cho các bạn đó là cái tracking. Khi mà các bạn tracking đó, tức là các bạn biết là vật thể nó sẽ đi theo cái chủ thể, đúng không? Thì đầu tiên là các bạn phải chọn cho mình cái chủ thể các bạn muốn tracking vào đâu. Ví dụ ở đây mình muốn tracking vào trong cái khuôn mặt nhé. Được chưa? Rồi, còn về vật thể, khi mà tracking á thì các bạn muốn cái vật thể nó nằm ở đâu so với lại chủ thể. Ví dụ như mình muốn nằm bên phải hay là nằm bên trái như thế này. Ở đây mình sẽ để nó nằm ở bên mình hơi khó gì mà tiếp. Đây, mình để nằm bên phải như thế này. Rồi, sau đó mình bấm tracking. Đó, các bạn đã thấy chưa nào? Nó tracking rất rất là tốt luôn. Nếu như các bạn muốn tracking lại á, thì các bạn vẫn vào phần tracking và các bạn reset cái thông số đi. Được chưa? Và chúng ta set lại cái vị trí, set lại cái nơi mà chúng ta muốn tracking. Và một cái lưu ý ở đây các bạn cần phải biết, đó chính là khi track á, thì các bạn nhớ đưa cái kim thời gian, cái màu trắng trắng này này, về cái điểm đầu của cái layer mà các bạn muốn track. Được chưa? Lúc đấy thì các bạn track nó toàn bộ, chứ các bạn để giữa giữa này nó chỉ track từ vị trí này tới vị trí này thôi đấy. Chưa? Phía trước này nó không track đâu. Nhớ đấy. Mà mình muốn dặn các bạn một điều là nếu như các bạn muốn điều chỉnh lại sticker hay là text thì các bạn phải bấm vào trong cái mục text của nó thì nó mới hiện ra các cái layer. Được chưa? Chứ còn nếu như các bạn để ra ngoài thì nó chỉ hiện ra những cái đốm vàng vàng ở trên timeline như thế này thôi, cho chúng ta biết đây là layer text và sticker. Bây giờ ta sẽ tới với lại cái phần overlay. Thì cái overlay này nó giống như các bạn chồng thêm các cái layer vào, ví dụ như thế này. Đó, mình sẽ để hình con mèo vào. Đó thì các bạn sẽ thấy là con mèo sẽ được chồng lên cái mặt của mình như thế này. Đúng chưa nào? À, ok chưa? Rồi, đương nhiên là sau khi chèn hình con mèo vào, mình có thể chèn thêm một cái hình khác đè lên trên mặt con mèo là con chó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì trong những cái trường hợp mà các bạn muốn add thêm những cái layer đè lên, ví dụ như các bạn stream này, hay là các bạn bỏ một cái hình nào đó để các bạn reaction chẳng hạn, các bạn có thể bỏ video luôn. Ở đây thì mình bỏ hình cho các bạn dễ hình dung. Được chưa? Thì ở trong cái phần overlay á, nếu như các bạn phải vào overlay rồi các bạn mới nhìn thấy được những cái layer dưới, thì để nhìn nhanh hơn á, các bạn có thể bấm vào cái giọt nước này ở trên đây, các bạn thấy không? Bấm vào giọt nước thì nó sẽ hiện ra cái overlay đó. Được chưa? Mỗi overlay nó sẽ có một giọt nước khác nhau, nên là các bạn cứ bấm vào cái giọt nước, nó sẽ hiện ra đúng cái overlay mà các bạn muốn. Nhớ nha. Rồi bây giờ ta sẽ tới với lại cái phần effect nha. Cái này rất là hay. Ở trong phần effect nó sẽ có hai cái, một là video, hai là body effect. Ở đây thì mình sẽ vào video trước. Thì mấy cái này nó cũng dễ xài thôi, các bạn muốn là video của chúng ta sẽ ảnh hưởng bởi effect nào thì chúng ta sẽ bấm chọn vào cái đấy thôi. Ví dụ mình thấy chắc là mình thích cái nào nhẹ nhàng như cái này thôi này. Đấy, được chưa? Rồi, khi mà các bạn muốn effect nó chỉ ảnh hưởng trong một cái vùng ngắn thôi thì các bạn nhớ là nhấn giữ di chuyển layer effect như layer video vậy. Rồi các bạn có thể cắt ngắn này. Đây. Đây, chưa kể là các bạn không thích cái effect này nha, các bạn có thể replay nó, tức là thay thế nó bằng một cái effect khác mà vẫn giữ nguyên cái layer. Các bạn thấy chưa? Trong lúc mà các bạn thay đổi cái effect thì các bạn có thể chỉnh sửa nó luôn. Ví dụ như mình bấm vào chết này, bấm vào chết đây nhé, thì nó cho phép mình là cái filter của nó sẽ bao nhiêu, size của mấy cái hình ảnh, mấy cái ngôi sao hồi nãy nó là bao nhiêu. Chờ, các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với clip. Xong nữa thì các bạn có thể trở ra và các bạn bấm vào body effect. Cái body effect này mình rất là thích, các bạn thấy không? Nó có thể tự phân tích cái nhân vật của chúng ta. Ví dụ như ở đây là đầu này, người body này. Rồi ở đây mình lấy thử một cái hiệu ứng như thế này nhé. Đây, các bạn thấy nó nhanh không? Nó áp dụng rất là nhanh, rất là xịn. Đó, thì đây là cái phần effect bên ngoài của chúng ta. Cái này nó cũng khá là dễ đúng không? Nói chung là làm ở trên điện thoại thì các bạn chỉ cần add vào và các bạn chỉnh chỉnh tí thôi, chứ không có phải là phức tạp như trên PC. Ta sẽ tới với phần filter.
Tức là nói chung các bạn muốn cái video của chúng ta theo tông màu nào thì các bạn chọn tông màu đấy thôi, giống như các bạn chọn tông màu cho ảnh bình thường ấy. Cái này chắc là mình không có cần phải nói nhiều đâu nha. Nếu như các bạn muốn là cái màu sắc của cái lớp màu này nè nó ảnh hưởng lên video bao nhiêu phần trăm thì các bạn có thể kéo đây, ảnh hưởng nhiều hay ít nha. Đấy, để chợ ở đây thì mình để 50% thôi. Rồi ok, đấy, cái này thì chắc là không có gì phải nói nhiều nữa rồi ha. À, hồi nãy á, thì chúng ta có overlay, tức là đưa những cái video đè lên trước đúng không? Bây giờ các bạn muốn là đưa những video ra phía sau thì làm như thế nào? Ở đây thì khi mà các bạn bấm vào canvas ấy, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là một là muốn đổi màu, hai là chọn background, ba là blur. Ở đây mình chọn background nhé. Thì giờ ở đây mình chọn background bầu trời này đi. Các bạn có thể tự add cái hình tùy thích bằng icon này nhé. Rồi xong chúng ta bấm ok. Nhưng mà bây giờ mình di chuyển cái layer chính ra. À, hồi nãy mình đã nói rồi đúng không? Nó sẽ add thêm cái hình ảnh ra phía sau video của chúng ta như thế này này. À, thay vì add hình thì các bạn add màu hoặc là các bạn add blur ở phía sau. Cái này thì tùy các bạn. Nhưng mà với mình thì ba cái này làm việc y chang nhau, chẳng qua khác mỗi cái tấm hình thôi. Tiếp theo là chat. À, như các bạn thấy này, mình sẽ bấm vào chat nhé. Thì nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh chỉnh ánh sáng, contrast, saturation, tất cả mọi thứ ở trong cái phần màu sắc. À, ví dụ như ở đây mình bấm vào thử hue này. Rồi à, hue thì nó sẽ thay đổi màu không? À, nó sẽ có thay đổi màu một chút nhưng mà mình thấy là nó cũng không có phải nâng cao lắm. Nó chỉ dành cho những cái bạn mà chỉnh màu bình thường cơ bản thôi. Nó không giống như trên máy tính được. Thôi, nói chung là nhiêu đây với bao nhiêu đây màu sắc và bao nhiêu tùy chọn thì mình nghĩ là đã đủ để cho bạn chỉnh ra một cái tấm ảnh có cái màu sắc cũng khá là ok rồi. Nãy giờ thì chúng ta xong cái phần này rồi, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tới lại cái phần bên trong của layer. Thì các bạn thấy bên trong layer nó có rất nhiều cái luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất mọi người cần phải biết đó chính là keyframe. Thì nếu như mọi người chưa rõ kiến thức về keyframe thì mình sẽ để một cái video ở bên phải mình giải thích rất rõ về keyframe. Ở trên phần mềm nào, kể cả điện thoại hay là PC, nó đều y chang chang nhau hết nha. Nên là mọi người có thể xem kỹ hơn, tại vì cái phần nó phải nói tới 5-6 phút rồi phải có minh họa nữa các bạn mới hiểu được. Ở trong các cách á, thì cũng khá là đơn giản thôi. Ví dụ như ban đầu các bạn muốn là cái hình của mình nó bình thường như thế này và sau đấy nó to ra thì làm như thế nào? Đầu tiên là mình muốn cái hình này nó bình thường đúng không? Thì mình sẽ đặt keyframe cho nó bình thường. Bây giờ ngay vị trí này. Rồi sau đấy một khoảng thời gian ngắn mình muốn nó to lên thì mình sẽ zoom lên. Được chưa? Và các bạn thấy là nó sẽ tự tạo ra cho mình một cái keyframe thứ hai. Rồi ở vị trí thứ ba này mình sẽ muốn là nó lệch phải một tí. Được chưa? Rồi thì các bạn thấy là nó cũng tự tạo ra cho mình một keyframe luôn. Rồi chúng ta coi nhé. Một keyframe một này, sang keyframe 2, chuyển sang keyframe 3. Được chưa? Nói tóm lại nó giống như cho phép các bạn chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác trong cái khoảng thời gian mà các bạn muốn, các bạn có thể kiểm soát nó được. Ok chưa? Nếu như mọi người đi keyframe xong rồi thì ok. Còn nếu mà mọi người muốn hoàn tác lại thì bác lại thôi. Xong cái phần keyframe, bây giờ ta sẽ tới với lại cái phần speed của video. À, thì khi mà bạn bấm vào trong speed á, thì sẽ có hai phần. Một phần bình thường, normal này. Thì đơn thuần là các bạn sẽ tăng tốc độ cho video hay là làm chậm lại thôi. Cái này thì quá là đơn giản rồi, chắc là mọi mình không có cần phải demo đúng không? Cái velocity, cái nhanh chậm mà mọi người hay sử dụng, các bạn nhớ không? Làm highlight hay làm TikTok nhảy 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 xài là nhiều lắm, đó là khớp. Thì đối với những bạn nào mà xem trên channel của HD thì chắc là không lạ gì mấy này, quá đơn giản. Nhưng với những bạn nào mới mới sử dụng điện thoại không biết gì về edit á thì chắc là mình phải giảng kỹ một tí. Đầu tiên á, video bình thường á, được chưa? Không có gì hết trơn á. Nhưng bây giờ mình sẽ thử cái phần châm cắt nhé. Được chưa? Rồi mình sẽ vào trong edit này. Đó. Thì đây là cái timeline, cái layer của chúng ta. Layer của chúng ta sẽ trải dài dài từ trái sang phải. Được chưa? Đây kim thời gian của layer đây. Ok chưa? Đó, các bạn cứ coi đây như một cái layer của chúng ta nha. Rồi cái khung này nè. Thì ở cái phần mà các bạn thấy nó trồi lên như thế này không? Mình để cho các bạn xem nhé. Đó, có phải là cái phần trồi lên thì nó sẽ nhanh, đúng không? Được chưa? Rồi, mình qua cái khác nha. Cái này đi. Rồi, cái này chắc là rõ ràng hơn cho các bạn. Bây giờ các bạn đoán xem là phần nào sẽ nhanh, phần nào sẽ chậm, phần nào nhanh, phần nào chậm. Đương nhiên là phần này sẽ bình thường này. Được chưa? Đoạn này chắc chắn mình sẽ bình thường. Tại sao? Lát nữa mình chỉ nha. Đoạn này chắc chắn nó sẽ nhanh. Đoạn này chắc chắn nó sẽ chậm. Đoạn này nó sẽ nhanh. Và đoạn này nó sẽ về bình thường. Đấy, các bạn xem nhé, chắc chắn luôn.
Qua cái phần ví dụ vừa rồi chắc là mọi người cũng đã hình dung được cái thanh Veloy Studio. Bây giờ chúng ta tới custom nha. Rồi, custom và edit. Bình thường nó sẽ cho chúng ta 4 điểm thôi để làm Veloy CD. Nhưng mà nếu như các bạn cần thêm nhiều điểm hơn thì các bạn có thể bấm add bit. Để chưa không thích thì có thể delete đi. Ok ha. Rồi. Bình thường á tham này chúng ta chạy ở mức là không tăng tốc, không làm chậm á, nó sẽ thẳng ngang như thế này nhé. Nhưng nếu như có phần nào đã tăng tốc. Được chưa? Đó. Rồi, ví dụ phần sau này mình muốn chậm thì mình sẽ kéo xuống. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Đó, được chưa? Rồi, đương nhiên là có những cái đoạn mà các bạn muốn nhanh nhanh chậm chậm thì đấy. Add beat vào, được chưa? Add beat vào. Nhanh này. Đây. Rồi. Cái đoạn đây thì mình muốn nó chậm lại. Rồi. Nhanh, chậm. Bình thường. Ok ha, đây là thì tùy vào cái sự sáng tạo của bạn, các bạn muốn nhanh chậm lúc nào. Rồi, xong cái phần speed, chúng ta có curve đúng không? Mà curve đó khi mà các bạn kết hợp với lại cái phần animation mới này này thì nó phải nói là rất là đỉnh luôn. Đầu tiên á, mình sẽ cho các bạn xem in, out và combo như thế nào. In á, tức là mở đầu của layer, out tức là kết thúc của layer. Thì đầu tiên, in các bạn mình sẽ chọn một cái nào đó đẹp đẹp ở phía sau này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, tức là mở đầu video nó sẽ có một cái hiệu ứng như thế này để vào cái layer đấy. Thường những cái hiệu ứng này sẽ dùng trong những cái như là chuyển cảnh từ cảnh A sang cảnh B, làm highlight rồi các bạn làm biến hình. Ui, cái này làm biến hình thì hơi bị ảo luôn đó các bạn. Nhìn nó rất là đẹp. Rồi chưa kể là các bạn có thể quyết định cái duration của nó nữa. Các bạn muốn là nó vào nhanh hay vào chậm thì tùy các bạn có thể kéo ở đây nha. Tiếc ở đây nó không có nhiều option, không có nhiều setting cho những cái in này hoặc là out này. Out tức là kết thúc đấy. Thì trong phần out mình nghĩ là nó cũng... Ủa sao out nhìn nó ít vậy ta? Mình thấy out nhìn hơi tệ. Nói chung là mình thấy đánh giá phần out là hơi chán. Chỉ có phần in là ngon thôi. Tiếp theo là remove background. Cái này mình phải nói các bạn là nó quá đỉnh luôn á. Các bạn thấy không? Cái hình của mình như vậy nè. Đấy, và nó tách ra. Các bạn nghĩ xem nếu như background của các bạn là một cái phông gì đó một màu thì cái các cách này nó tách còn đỉnh hơn nữa. Nhưng mà do ở đây á là cái phần sau của mình nó có quá nhiều màu sắc đi nên thành ra là nó hơi khó xóa. Chứ còn nếu như đối với mấy cái video phông xanh như hồi nãy của mình á, thì perfect, xóa rất là đẹp. Rồi, và đương nhiên khi mà các bạn remove background như thế này á thì các bạn có thể ghép cái nhân vật của bạn vào trong những cái video có sẵn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào lại trong cái phần canvas hồi nãy nhé. Và mình sẽ add một cái background. Đó, mình add background nào đó đây đi. Đó, các bạn thấy chưa? Thì cái này chắc chắn là nó rất là hợp lý với những cái bạn nào hay làm review ấy, rồi người lồng cái người của bạn vào. Rồi, tiếp đến đó chính là cái style. Cái style này mình thấy là nó rất là hay. Nhưng mà tiếc mỗi lần nó chỉ áp dụng phần lớn cho hình ảnh thôi. Mọi người còn nhớ cái hiệu ứng ABC, AVD gì đó hồi nãy không? Các bạn thấy nó nằm trong 3D zoom in này. Đó, các bạn thấy này. Rồi, sau khi phân tích xong thì các bạn sẽ được cái hiệu ứng như thế này luôn. Được chưa? Đương nhiên á, là nó chỉ áp dụng được cho hình thôi. Chứ còn qua video thì các bạn thấy là nó tắt hết. Nó không cho mình chạm nào hết. Có mỗi cái phần 3D cartoon này xài được thôi. Mà mình thấy nó đỉnh thật. Oh, đây các bạn thấy chưa? Nó quá đỉnh luôn đó đúng không? Chưa kể là ở đây nó còn một cái chế độ là handsome, tức là làm đẹp cho những cái bạn trai. Đây, khi mà mình bấm vào handsome thì các bạn sẽ thấy là nó auto làm đẹp cho mình luôn. Ôi ơi. Bò tay. Rồi, bây giờ ta sẽ tới với lại cái phần edit ha. Thì cái phần edit này nó chỉ có 3 cái thôi. Thì bây giờ các bạn muốn lật qua lật lại tùy thích, được chưa? Rồi các bạn có thể xoay. Rồi các bạn có thể crop lại. Nhưng mà mình nghĩ ở đây cũng hay đấy. Rồi bấm play. Cái đoạn này, cái phần preview nó có thể hơi lag, nhưng mà các bạn yên tâm, render ra nó sẽ không bị gì đâu. Nguyên nhân là do hiện tại máy nó đang xử lý nhiều effect, nó nên hơi lag tí thôi. Rồi bây giờ ta sẽ tới với lại cái phần lừa đảo nhất của cái cấp cách này, đó chính là phần enhance. Cái phần này sẽ giúp các bạn chỉnh sửa cái body của bạn. Các bạn gầy, ốm, các bạn như thế nào đó các bạn đều có thể chỉnh sửa được. Đầu tiên nhé, mình sẽ cho các bạn xem. Đó chính là nó có thể chỉnh sửa cái khuôn mặt. Ở đây thì
Nó có retouch lại da cho các bạn này, rồi nó chỉnh lại shape cho cái khuôn mặt của các bạn này, rồi nó chỉnh lại cho mắt các bạn to hơn, cái mũi của bạn nó thon hơn, rồi cái da của bạn nó cũng sẽ trắng sáng hơn, được chưa? Và răng của bạn nó cũng sẽ trắng hơn nữa. Ok, sau một hồi chỉnh xong thì các bạn nhìn này, cái người của mình nó khác hẳn hồi nãy luôn. Mình để một cái phần video so sánh cho các bạn thấy rồi đúng không? Da của mình trước và sau nó khác hẳn. Mình sao chắc xài khắp cách để edit quá. Tiếp theo là cái body. Các bạn có thể có một cái body nó thon gọn hơn bằng cách là cái eo các bạn có thon hơn này, rồi cái khuôn mặt này, rồi chân cẳng các kiểu luôn. Reshape cái phần này thì làm cho eo các bạn nó dài hơn hoặc làm chân các bạn dài hơn. Cái này thì mình thấy sử dụng cũng khá là ngon cho các bạn nào muốn hack chân ha. Nói chung cái phần này nó làm đẹp nên là mọi người phải chỉnh tỉ mỉ một xíu. Mình cũng chỉ nói qua là nó có cái gì để mọi người có thể biết là mình có thể làm đẹp ở đâu thôi. Rồi bây giờ chúng ta tới với một cái nó rất là hay, đó chính là mask. Mà trước khi sử dụng mask ấy, mình nghĩ là mình sẽ vào canvas để mình để một cái background phía sau cho các bạn đó. Đây mình sẽ chọn background màu đỏ nhé, thì các bạn thấy phía sau mình màu đỏ nha. Rồi bây giờ chúng ta vào trong layer và chúng ta trở lại với cái phần mask. Đây mask á, thực ra nó hoạt động rất là đơn giản, nó giống như cái việc các bạn cắt cái tấm hình ra vậy. Đây bây giờ mình cắt cái tấm hình của mình thành hình chữ nhật này, được chưa? Đó, các bạn muốn cắt bao nhiêu cắt. Rồi bây giờ mình muốn cắt tấm hình của mình ra hình ngôi sao. Mask nó đơn giản là nó cắt cái tấm hình của bạn và nó chỉ hiển thị những cái hình ảnh nằm bên trong cái vùng cắt thôi. Đôi khi các bạn muốn đổi lại cái vùng chọn thì cũng được thôi, invert một phát là xong. Ý mình ở đây là đảo ngược cái vùng chọn chứ không phải đổi. Bây giờ nó sẽ tới với một cái nó khá là khó với các bạn nè. Các bạn còn nhớ cái phần overlay này không? Overlay là chúng ta sẽ thêm một cái layer đè lên, đúng không nào? Ở đây mình sẽ thêm cái hình này của mình nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ để nó đây. Rồi, bây giờ mọi chuyện đã rất là bình thường. Nhưng mà các bạn phải nhớ giúp mình nhé. Ở trong cái timeline của CapCut đó, nó sẽ chia ra làm hai cái. Một, đó chính là cái tầng matrix, tức là cái tầng layer chính nha. Còn những cái tầng nằm ở dưới nó gọi là các cái tầng overlay. Được chưa? Tầng overlay 1, overlay 2. Nằm ở dưới cùng á, là sẽ đè lên tất cả đấy. Các bạn nhớ nha. Rồi, bây giờ mình muốn cái layer này, được chưa? Cái layer nằm trên cái matrix này chuyển xuống thành overlay. Thì mình sẽ vào trong layer đó và mình chọn nó thành chế độ overlay cho các bạn, được chưa? Thì bây giờ nó đã thành overlay, nhưng mà mình không muốn cái thằng này nằm chung hàng với thằng bên trái, thì mình sẽ nhấn giữ, được chưa? Rồi kéo nó xuống thêm một tầng nữa. Rồi bây giờ mình muốn là cái layer video này của mình trở lại thành cái main track là cái tầng này, thì các bạn bấm vào main track thôi. Ok chưa? Nó chỉ khó với những cái bạn nào mà muốn biên tập dài thôi. Chứ còn phần lớn mọi người edit và sử dụng CapCut á, thì mọi người dùng để làm những video khoảng 30 giây hoặc là 1 phút là cùng. Chắc là mấy cái này nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều tới những cái bạn làm cái đấy. Rồi, bây giờ ta sẽ tới với lại cái phần tiếp theo, đó chính là replay. Tức là bây giờ các bạn thấy cái layer này của mình á, mình có trắng da này, mình có hồi nãy bỏ thêm một cái chút filter cho nó thay đổi màu sắc ở trong video đi. Nhưng edit một hồi á, thì mình thấy là thôi mình muốn thay đổi cái layer này thành một cái layer khác, thành một cái hình ảnh khác thì như nào? Đương nhiên là các bạn sẽ bấm vào trong phần replace. Được chưa? Các bạn muốn thay đổi cái nào? Ví dụ như ở đây mình muốn thay đổi thành cái video này đi. Rồi, confirm. Được chưa? Thì nó sẽ thay thế vào trong cái layer hồi nãy của chúng ta. Nhưng những cái như là filter, những cái chỉnh sửa hình ảnh làm đẹp, bất kỳ cái effect gì ở trong layer này vẫn được giữ lại. Chắc chắn là những cái như là tracking này, có mấy cái nó cần phải load ấy, thì đôi khi nó load lại nó hơi mệt hoặc là load sai. Để ý cái này một chút nha. Tiếp theo là cái phần opacity. Mình sẽ cho giảm opacity của thằng này xuống lại. Khi mà chúng ta giảm opacity ấy thì nó sẽ mờ dần đi và nó trong suốt dần đi và giúp chúng ta nhìn thấy được cái layer nằm ở phía sau nó. Tiếp theo là một cái nó liên quan đến âm thanh. Đây các bạn có thể thấy nó là voice effect, tức là nó sẽ làm cho cái bài nhạc hay là cái vocal của chúng ta nó giọng. Tính ra là mấy cái voice này cũng khá là hay để các bạn làm mấy video funny. Mình nghĩ là video funny thì xài mấy cái này hay. Tiếp theo là một cái mà mình không biết nói sao, nó là phần copy. Thì tức là nó nhân đôi cái layer mà các bạn muốn.
như ra làm hai như thế này, và lúc này các bạn có thể nhấn giữ nó và di chuyển qua trái qua phải tùy thích, nó chỉ vậy thôi à. Rồi cái hay kế bên á, đó chính là reverb. Cái reverb này thì mình thích cực kỳ luôn. Đầu tiên video của mình á, là con mèo đúng không, rồi tới cái con chó, được chưa? Mình bấm vào reverb một phát thì nó sẽ đổi từ con chó, tức là video sẽ quay ngược lại đấy. Đây các bạn xem này, đúng chưa? Tức là nó đảo ngược luôn cả cái vocal, đảo ngược luôn cả cái hình ảnh đầu ra đuôi, và đuôi sẽ chạy ngược lại về đầu. Còn bắt đầu video gốc của chúng ta các bạn nhớ không? Đây. Ok chưa? Cái phần reverb này khá là hay. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ có một cái phần freeze. Cái mình muốn cái khung hình này đứng yên tại chỗ thì mình bấm vào freeze. Được chưa? Thì nó sẽ tách ra cho mình một cái layer nằm giữa như thế này. Các bạn nhớ nhé. Và layer này sẽ đứng yên. Được chưa? Các bạn có thể tùy thích là giãn nó dài ra, muốn nó đứng yên bao lâu thôi. Được chưa? Các bạn coi lại tổng thể của cái layer đó này. Rồi đứng yên một hồi rồi tiếp tục chạy. Rồi, dễ không? Bây giờ ta sẽ tới với lại transition giữa hai cái layer. Thì các bạn thấy mình có một layer bên trái, một layer bên phải. Được chưa? Và đương nhiên ở giữa hai layer nó sẽ có một cái dấu ô vuông màu trắng như thế này. Khi mà các bạn bấm vào ấy thì nó sẽ cho phép các bạn chuyển cảnh. Được chưa? Đương nhiên là các bạn muốn chuyển cảnh trong bao lâu, cái thời gian chuyển cảnh nhanh hay chậm thì các bạn có thể quyết định ở phần duration ở dưới. Cái này thì chắc là mình sẽ không có cần phải nói quá nhiều tại vì nó quá dễ rồi. Rồi, sau khi mà mọi người đã biết hết về mấy cái nâng cao hơn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần mà xuất file. Và trước khi render thì mọi người lưu ý một điều, nếu như mọi người không muốn cái video của chúng ta có dính cái phần CapCut ở cuối thì các bạn chọn vào cái layer đó và các bạn có thể bấm delete nó đi. Được chưa? Nếu như các bạn không có cần. Khi mà xuất video ấy thì các bạn phải biết một điều, tức là các bạn phải chỉnh lại cái độ phân giải của video. Thường nếu như video của bạn là Full HD, các bạn quay Full HD thì không sao. Nhưng nếu như video của bạn các bạn quay 4K thì các bạn phải xuất ra, các bạn phải kéo resolution, tức là cái độ phân giải ấy, lên 2K hoặc 4K. Các bạn nên nhớ nhé, tại vì Full HD nó chỉ bằng một nửa của 4K thôi. Nhớ cái này nha, là nếu như video của bạn quay 60fps thì các bạn nên render 60, được chưa? Còn nếu video của bạn nó chỉ 30 thôi thì bạn để 30 thôi. Rồi sau khi chọn xong hết rồi nha, thì các bạn bấm vào phần render bên góc phải này, nó xoay một tí là xong, rất là nhanh. Đương nhiên là với những cái effect nặng á, nó sẽ render cực kỳ là lâu, cực kỳ là lâu với những cái bạn nào máy yếu. Nhưng mà bạn nào mà xài những iPhone đời iPhone X trở lên á, thì mình thấy nó khá là ổn, nó không có bị đuối trong cái phần render cho lắm. Ok, như vậy là nó đã lưu vào trong cái kho ảnh của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta có thể bấm ở đây coi luôn này. Được chưa? Rồi, xong chưa? Xong rồi nha. Ok, như vậy là chúng ta đã xong hết cái phần từ A đến Z của CapCut. Thì hy vọng là các bạn hiểu và biết được là trong cái CapCut này nó sẽ có cái gì. Đương nhiên là sau này các bạn muốn làm những cái effect nó mới lạ hơn, có những cách kết hợp nó khó hơn ấy, và các bạn không biết đi hỏi ai hay là copy hay là làm sao đấy, thì các bạn có thể ghé qua channel của HD. Thì sau này mình cũng sẽ làm những video hướng dẫn về mấy cái hiệu ứng hot trend ở trên TikTok bằng CapCut cho các bạn xem. Cái cách mình làm thì mình theo hướng là giảng cho các bạn hiểu để lần sau các bạn có thể tự làm, được chưa? Chứ không phải là giảng cho các bạn làm theo giống như học vẹt á, mình không thích cái kiểu đó. Nên là làm trên YouTube thì nó có nhiều thời gian hơn, các bạn để dành ra khoảng 3 đến 4 phút để các bạn coi sao các bạn hiểu, thì lần sau các bạn có thể tự làm. Ok ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này về CapCut của mình. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một share, hoặc là một subscribe cho kênh channel của HD nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết cái video này. Bye bye, nhớ ủng hộ tụi mình nha.